Mới đây, dân mạng đang xôn xao bàn tán về hành động của Trấn Thành trước thêm ra mắt phim Lật Mặt 48 giờ của Lý Hải. Cụ thể, nam nghệ sĩ đã share một bài viết nhằm PR cho một bộ phim Hàn Quốc mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ ngay trước buổi họp báo công chiếu phần 5 của series Lật Mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, dân mạng chỉ trích Trấn Thành gay gắt vì thái độ thiếu tôn trọng, chơi xấu đàn anh vì sợ Lật Mặt 48 giờ vượt trội hơn cả phim của mình. Trong khi đó, vợ chồng Lý Hải Minh Hà từng đi xem và hết lời khen ngợi bố già của Trấn Thành tại thời điểm công chiếu. Đến tối qua, Trấn Thành đã livestream để trân tình rõ ràng về mọi việc. Trong livestream, Trấn Thành thẳng thắn lên tiếng khi bị cho là chơi xấu ông xã Minh Hà vì bài đăng PR phim Hàn giữa lúc dự án của Lý Hải ra mắt. Trấn Thành chia sẻ, sáng giờ tôi thấy rần rần vụ nói tôi Lật Mặt này nọ, khổ ghê, sống sao cũng không bao giờ cho vừa lòng thiên hạ, cái gì cũng bị nói hết. Nam diễn viên cũng cho biết anh cùng một số người bạn thân thiết như anh Đức, Ali Hoàng Dương, Quang Trung đã đến rạp ủng hộ dự án Lật Mặt 48 giờ. Ông xã Harry Won cho biết khi theo dõi bộ phim Bàn Tay Diệt Quỷ, anh đăng tải bài viết khen ngợi dự án này vì tôi thấy phim nào hay người ta không đi xem nhiều, tôi tiếc. Lúc đó, nam danh hài không nhớ việc phim Lật Mặt 48 giờ đang được công chiếu. Anh chia sẻ, tôi đăng bài đó vào lúc 1 giờ sáng, nếu muốn xấu tính thì tôi lựa giờ vàng, chứ đăng gì lúc 1 giờ đêm. Vì cảm xúc của mình, xem xong phim hay thì đăng thôi, cái này thì tôi nói thiệt. Nói về chuyện sợ phim của Lý Hải vừa qua bố già, Trấn Thành phủ nhận thông tin này, anh bày tỏ, chúng ta đừng nghĩ nhau xấu như vậy, trước khi nói mình phải tìm hiểu xem người trong cuộc là gì của nhau, tôi quý anh Lý Hải là cả thế giới biết. Trấn Thành cho biết anh ngưỡng mộ, kính trọng giọng ca trọn đời bên em bởi sự tâm huyết với nghề và gần như nói không với scandal. Nếu tôi muốn dìm hàng, đăng bài PR cho phim kia thì có được 1.000 người xem không? Ví dụ cho 1.000 người xem thì ảnh hưởng gì đến doanh thu của phim Lật Mặt? Ai mà xấu tính như vậy, anh em trong nghề thương nhau không hết. Đồng thời, ông xã Harry Won tiết lộ thêm, khi theo dõi Lật Mặt từ những phần đầu tiên, bản thân đã ngưỡng mộ Lý Hải với sự đầu tư, kỹ tính. Thậm chí, dù ông xã Minh Hà không nhờ, nam diễn viên vẫn PR một cách tự nguyện. Trấn Thành nêu quan điểm, giờ tôi làm cái gì cũng bị người ta nói, tôi đi xem phim hay, có cảm xúc viết như vậy cũng nói tôi nữa. Vừa phải thôi, mình sống yêu thương nhau một xíu, chứ nghĩ ai cũng xấu như mình sao. Bây giờ tôi viết status đó thì dìm được bao nhiêu phần trăm phim của anh Hải. Nếu như phim hay thiệt thì khán giả sẽ đến xem, chứ đâu có gì mà dìm người ta. Giải thích về lý do vắng mặt của buổi ra mắt phim của giọng ca trọn đời bên em, Trấn Thành cho biết anh và bà xã đã sắp xếp công việc để tham gia. Tuy nhiên, do Harry Won gặp vấn đề về sức khỏe nên anh phải ở nhà chăm sóc. Dù vậy, diễn viên Cù Lai vợ bầu cũng động viên vợ sống khỏe để đi xem phim ủng hộ Lý Hải. Phim của anh ấy bị kẹt 2-3 đợt dịch thì mình phải thương anh ấy chứ. Tôi với anh Hải thương và quý nhau lắm. Tự nhiên tôi đi ghen tị với anh ấy làm gì? Một bài đăng của tôi có chắc làm ảnh hưởng đến phim người ta. Ai mà suy nghĩ kỳ vậy trời. Ai vượt qua được kỷ lục của bố già, tôi cảm ơn. Vì kỷ lục sinh ra để phá vỡ, nam diễn viên tỏ thái độ khó chịu. Đừng nghĩ tôi xấu tính, chơi xấu ai. Không, tôi chưa kịp đi xem Lật Mặt thì biết gì mà review, Trấn Thành khẳng định. Đồng thời, khi nhìn lại những ồn ào liên quan đến mình thời gian qua, ông xã Harry Won tỏ thái độ không hài lòng vì tôi làm cái gì cũng bị nói hết. Diễn viên Cua Lại vợ bầu chia sẻ, không có đoàn phim nào đến hẻm quay bị nói, chỉ có đoàn của tôi khổ ghê luôn, sống không bao giờ vừa lòng ai hết. Tôi đăng Facebook khen phim từ xưa đến giờ không có gì, tự nhiên đợt này đăng cái nói tôi tức dễ sợ. Trấn Thành cho biết thêm khi sự việc xảy ra, anh và Lý Hải đã nói chuyện riêng với nhau. Bản thân ông xã Minh Hà cũng thấu hiểu cho nam danh hài. Nhìn lại vụ việc này, ông xã Harry Won nêu quan điểm của mình ở cuối livestream. Quý vị biết không, người rảnh mà đi xấu tính thì không khá được, bởi không có thời gian làm cho mình tốt hơn. Bí quyết thành công duy nhất là khiến cho mình tốt hơn, chứ không phải làm cho người ta tệ đi. Tôi sống ngay thẳng, tôi không sợ gì hết. Anh Lý Hải là người sẽ hiểu được trái tim của Trấn Thành. Tôi luôn ủng hộ cho anh ấy và nghĩ anh ấy là người làm phim có tâm, có đạo đức, có nhiệt huyết và đầu tư. Tôi hy vọng khán giả đã ủng hộ cho bố già thì sẽ ủng hộ cho Lật Mặt của anh Lý Hải. Lúc này đây, các sao Việt cũng xem livestream và gửi lời an ủi đến Trấn Thành. Mọi người hiểu tính cách nam MC như thế nào và khuyên anh không nên nghĩ ngợi nhiều. Lê Dương Bảo Long còn hài hước khi khuyên đàn anh nên về ngủ. Cuối cùng, Trấn Thành còn cho biết sẽ gọi điện nói chuyện với đàn anh Lý Hải để tránh những hiểu lầm, cũng như sẽ kêu gọi bạn bè, người thân và khán giả đi coi ủng hộ phim Lật Mặt.